Rồi bây giờ đồng chí thấy cô giáo viên tiểu học bên đây sao nè? Bạn gái rất là duyên dáng, rất là tuyệt vời. Nếu như cách đây 15 năm thì tôi bấm nút liền. Tiến ơi, em hãy nhanh tay lên. Tinh thần của không quân là quyết chiến, quyết thắng. Và mong bạn sẽ về với đội của chúng tôi. Xin cảm ơn. Ở đây hỏi bạn gái, gái nè, nhưng mà lý do gì con lại thích chồng trong quân đội? Hồi con còn là sinh viên á, con có tham gia một số chương trình bên trường quân đội á. Mỗi lần tham gia như vậy thì con cảm thấy có cảm tình nhiều hơn. Nên là bây giờ cứ thấy bộ đội là con thích à. Ồ, vậy đó. Em chào anh Quyền Linh cùng chị Hồng Vân, chào bạn em. Nữ bên kia và toàn thể khán giả ở trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đức Tiến, 24 tuổi, quê ở Hà Tĩnh. Hiện đang làm trợ lý xe máy của Ban Kỹ thuật Trung đoàn 935, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân. Rồi, còn mình giới thiệu nào? Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quỳnh Linh, chào anh bên kia và chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Con xin tự giới thiệu, con là Yến, năm nay con 22 tuổi và hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Nghề nghiệp của con là giáo viên tiểu học ạ. Rồi bây giờ mình sẵn vậy là mình nói luôn cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con á, là con là một người làm việc rất là trách nhiệm, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Con rất là thích yêu động vật, nhà con có nuôi chó và mèo. Rồi có điểm yếu gì không? Điểm yếu của con á, thì khó kiềm chế cảm xúc bản thân của mình á. Con cũng dễ vui, dễ buồn, dễ khóc, cũng dễ giận hờn. Dạ. Hay quên, gọi bạn con hay gọi con là não cá vàng á cô. Vậy đó hả? Rồi xin mời nhà trai nghe tâm sự bên đây, nhà trai thấy sao? Cũng thấy là bạn có nhiều điểm là khá tương đồng với em. Em thì yêu tổ quốc, yêu đồng bào hơn là yêu động vật với chó mèo. Còn Tiến có những cái ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Về điểm mạnh của em thì em là một người sống vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Có những khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì về tính cách thì em cũng hơi thẳng tính, dễ bị mất lòng. Phòng không mà, nên tất cả mọi thứ phải nghiêm chỉnh, chấp hành chứ, đúng không? Dạ vâng. Chứ đâu phải như người ngoài mà bỏ qua được. Dạ cái nào rõ ràng là cái đó. Bạn bên đó có thích quen với các cô giáo không? Mơ ước là được lấy một người phụ nữ là làm giáo viên ạ. Ồ, giáo viên tiểu học. Giờ đúng giáo viên luôn rồi đó. Giáo viên tiểu học đó. Tiến có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình rồi. Hai mối rồi hả? Mối dài nhất là mấy? Dài nhất là khoảng được 3 năm ạ. 3 năm, có kinh nghiệm trong tình yêu rồi? Dạ không, thì thực ra thì nói là tình yêu thôi, nhưng mà chưa gọi là một có cái gì đấy là thật sự yêu thương quá mức ạ. Ủa là sao? Là tình yêu đơn phương thôi anh. À, đơn phương thôi hả? Đơn phương mà 3 năm luôn. Vâng, em đúng là một điểm yếu của em nữa là em làm một việc gì đấy thì em thường hay muốn làm hết mình và đôi khi vẫn hay cố chấp vậy. Còn mình bên đây sao nè, mình có mối tình nào chưa? Dạ thưa cô, thì con chưa có mối tình nào sâu đậm. Chỉ có một mối tình là dừng lại ở mức tìm hiểu nhau thời học sinh cấp 3 cô. Cũng vì khoảng cách địa lý xa quá nên là cũng dừng sao lại. Sao mà cách lòng luôn? Dạ. Cái mẫu người đàn ông của con là con muốn như thế nào? Con muốn một bạn trai là cao hơn con, từ 1m6 trở lên, hơi ú một chút. Hơi ú hả? Dạ. Cỡ anh, cỡ chú Quyền Linh không? Dạ được. Được phải không? Dạ. Từ chú Quyền Linh đổ lên đúng không? Dạ. Con sợ những cái gì, tính cách nào ở người bạn trai? Dạ con sợ nhất ở người bạn trai á là vũ phu cô, gia trưởng. Yên tâm, chàng trai này không có vũ phu đâu. Người ta được rèn luyện trong môi trường quân đội ha. Nhất là một anh chàng không quân, đẹp trai, chắc chắn không có ú. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Dễ thương quá. Con biết rồi là bộ đội mà không ú được đâu, ta luyện gì? Tập chắc lắm này nè đó, các chú không quân nè, đẹp trai không? Không ai ú đâu. Dạ. Ú mấy bài đâu có nổi. Chào cưng. À, thấy đẹp trai chưa? Ừ. Dễ thương. Ừ. Nét phong trần. Bây giờ mình cao 1m nhiêu nè, giờ cổ nói từ 1m6 đổ lên đó. Dạ em dư 8 phân ạ. Thấy chưa, 68 luôn. 1m68. Dạ. Ngon lành. Đô chứ không ú nha, đô dạ. Con nha. Đô cũng được cơ. Đô là quá được luôn đúng không? Đô mà chắc. Ừ. Còn hơn ú mà nó không chắc. Nhưng mà mình có vũ phu không? Dạ chắc chắn không ạ. Chắc chắn là không đúng không? Quân đội ta làm gì có chuyện đó. Thì từ từ tôi hỏi người ta, ông làm gì, ông làm gì ông la lối tôi hoài vậy? Trai tao phải binh đàn trai chứ trời ơi. Ủa tôi có nói gì đâu mà ông binh trời. Không cần phải hỏi những điều đó, quân đội là ta nghiêm chỉnh lắm. Cười quá, bên nhà gái ta hỏi thì giờ tôi phải mượn lời tôi hỏi thôi. Ngộ ghê ha con ha. Nói nghe nè, em thì em thích cái người con gái của mình như thế nào? Mẫu người con gái của em thì đơn giản lắm, nói chung là xinh đẹp như chị là được.
Không thích con gái luộm thuộm. Nãy bạn nói là bạn cực kỳ sạch sẽ luôn á. Ừ, mà gọn gàng nữa. Qua cái tâm sự này thì mình thấy mình được bao nhiêu phần trăm rồi? Con thấy mình được trên 80%. Tự tin mà nói là trên 80% nha. Bên đây 90 không? Bên em 95%. 95%. 95%. Vậy là hợp lý rồi. Coi như nam thanh nữ tú đó nha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi chính toàn xác. Gặp mặt ha. Chính xác. Bây giờ mình đi với ai nè? Dạ thưa cô, là con đi chung với hai người bạn thân của con ạ. Đại diện mời hai người bạn thân. Bạn này quen lắm nè. Tham gia chương trình rồi nè. Phải không? Đúng dạ, rồi. Dạ đúng, đúng rồi. À. Số với chú bộ đội đúng không? Dạ đúng luôn ạ. Ồ, hèn gì. Con muốn một mẫu hình lý tưởng nào mà con có thể hướng tới? Gọn gàng sạch sẽ là được rồi. Không có một em con không có mẫu hình lý tưởng. Đó, bây giờ con nghe những gì mà bạn bên đây nói á, thì là con thấy mình có khoảng bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ, con thấy con chắc 100% rồi. Trời ơi. Đầu tiên là con xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và tất cả các anh chị có trong trường quay ạ. Con tên là Ngọc Trâm, là bạn thân của Yến. Anh yên tâm đi, Yến là người sạch sẽ lắm, lâu lâu rảnh là lôi hết cái phòng ra dọn dẹp vậy. Thế nên là anh cứ yên tâm về bạn ấy. Gặp nhau ở đây rất là cái duyên rồi. Em mong là hai người có thể cho nhau một cái nợ để có thể tìm hiểu nhau sâu hơn. Trâm, cho chú hỏi nè, cái mối quan hệ của con với lại bạn trai bộ đội, bộ binh đó, hôm trước thì tình hình thế nào rồi Trâm? Ê, dạ vẫn đang tìm hiểu thôi à chứ. Có liên lạc nhau tốt không? Tiến triển tốt không? Nó đang ở mức giữa giữa thôi. Rồi từ từ nó sẽ gần gần hơn xíu nha. Rồi dạ, chúc dạ. Hai bạn biết đâu hôm nay không quân với bộ binh kết hợp luôn. Đánh đâu thắng đó. Dạ, dạ có hơn chứ. Rồi Tiến đi với ai Tiến? Báo cáo anh là em đi với thủ trưởng của em và những người đồng đội ạ. Chào thủ trưởng của Tiến. Xin kính chào quý vị khán giả trên trường quay. Kính chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Tôi tên là Vương Đức Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Không quân 935. Về đồng chí Tiến là một sĩ quan trẻ mới ra trường nhưng có tinh thần trách nhiệm rất là cao, rất là nhiệt tình, hăng say trong công việc. Thế còn về cuộc sống đời thường thì đồng chí là người rất là quan tâm đến mọi người. Rồi bây giờ đồng chí thấy cô giáo viên tiểu học bên đây sao nè? Bạn gái rất là duyên dáng, rất là tuyệt vời. Nếu như cách đây 15 năm thì tôi bấm nút liền. Tiến ơi, em hãy nhanh tay lên. Tinh thần của Không quân là quyết chiến, quyết thắng. Và mong bạn sẽ về với đội của chúng tôi. Xin cảm ơn. Bạn đây hỏi bạn gái cái nè. Nhưng mà lý do gì con lại thích chồng trong quân đội? Hồi con còn là sinh viên á, con có tham gia một số chương trình bên trường quân đội á. Mỗi lần tham gia như vậy thì con cạnh thấy có cảm tình nhiều hơn nên là bây giờ cứ thấy bộ đội là con thích à. Vậy đó. Rồi mở rào bắt đầu cho Tiến nào, quyết chiến quyết thắng nhá. Anh chào em ạ. Anh có món quà muốn tặng em, tặng cho em một lọ hoa lavender ạ. Biểu hiện cho sự may mắn và trung thủy ạ. Và muốn tặng em cho một cuốn sách mang tên là Tử Tế Đáng Giá Bao Nhiêu ạ. Cuốn sách để giúp em những cái lúc cô đơn nhất thì có thể có một người bạn tâm sự. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có một món quà tặng anh, đó là một cuốn sổ nhật ký và một cái viết. Thì em cũng hy vọng là anh sẽ viết ra những tâm sự của mình vào đây. Dạ. Có thể là chuyện vui, chuyện buồn hay mọi chuyện trong công việc thì anh có thể tâm sự vào đây ạ. Dạ. Ừ, anh cảm ơn em ạ. Dạ, và đặc biệt thì em có một bài thơ viết tặng anh. Cái này em sưu tầm được. Em là chiếc lá nhỏ, anh là bầu trời xanh, cái gì em cũng có, chỉ là thiếu mỗi anh. Để em gửi tặng anh. Rồi, anh cảm ơn em. Tiến đáp lại Tiến. Dạ, quá xúc tích. Anh cảm động lắm. Anh xin cảm ơn. Hỏi hát bài tặng bạn đi, đáp lại cái bài thơ đó. Vâng, đến với lại chương trình ngày hôm nay thì em xin gửi đến bạn gái cùng hai MC toàn thể hội trường bài hát Hạnh Khúc Ngày Và Đêm. Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch, mùa đều đêm rất kinh chờ nghe tiếng pháo giàn, ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ, giao ăn em vẫn mở cho ánh sao bay vào, ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài vã nhớ, chờ ngay trong cách chờ
nơi cháy ngời tình yêu. Pháo anh lên đồi cao, ná vào đầu giặc Mỹ. Giang dưới hầm sâu, em cũng là chiến sĩ. Cá chết cuối gục đầu, cuộc đời xanh tươi che. Ngày đêm ta bên nhau, những năm dài chiến đấu. Ngày đêm ta bên nhau, những năm dài chiến đấu. Đêm ngày trong chiến đấu, anh vẫn sống. Em với anh em sống vẫn gần nhau. Em run quá. Gặp đầu tiên là bắn pháo liền ha. Mời hai bạn về vị trí. Dạ, nếu mà mình có cơ hội để tìm hiểu nhau anh, thì anh sẽ dành thời gian cho em như thế nào? Anh sẽ dành thời gian cho em một tuần từ 2 đến 3 lần. Không cần phải cuối tuần, mà ngày thường nếu em có thời gian rảnh thì anh có thể dành thời gian để hẹn hò. Ấn tượng đầu tiên của em nhìn về anh là thế nào? Anh cười rất là đẹp. Cười tỏa nắng đó hả con? Dạ, khi gặp em thì anh ấn tượng em như thế nào? Lần đầu gặp thì là anh thấy giọng nói của em rất giống, đúng là một cô giáo trong mơ. Em có sẵn sàng để làm quen một chàng trai mà đang xây dựng sự nghiệp như anh không? Dạ, em rất là tự tin khi nói câu là em rất là sẵn sàng. Tại vì em cũng rất là quan tâm giúp đỡ mọi người, biết sự cảm thông cho người khác. Nên là việc mà làm quen với quân nhân thì em đã xác định từ trước rồi. Em tiến tới, em nắm tay cô gái đứng lên. Hai đứa nhìn nhau 30 giây và nói lên cái cảm nhận của mình trong lúc này, trái tim mình ra sao cho cô ấy biết nào, để mình truyền cảm xúc cho nhau. Hai đứa nắm vô cái điện đó là bao nhiêu vôn đó là biết liền. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nào, nói cái gì đó, những cái gì mình đang suy nghĩ, đang khắc khoải trong con tim của mình. Nếu ai được hỏi anh có thứ quý giá gì nhất ngay bây giờ thì anh hỏi rằng là anh được gặp em. Chú lãng mạn quá chú. Gái nói đi. Dạ hiện tại thì con đang rất là hồi hộp mà không biết nói gì nữa. Nói dành kìa con, đâu đây ra. Nói dành đi. Thực sự tôi nói cho ông biết là phụ nữ tụi tôi mà với một người đàn ông như thế này tụi tôi rụng tim luôn rồi, không có nói năng gì được hết trơn rồi. Giờ chỉ có trao thân gửi phận thôi à, chứ còn không có nói gì được. Để thử coi em nói gì với anh coi. Trong lúc này em đang suy nghĩ điều gì, nhìn thẳng vào mắt. Dạ thì em rất là ấn tượng về anh, hy vọng anh cho em một cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau. Mình đồng ý. Về chỗ đi. Nhấn luôn đi con, khỏi đếm. Coi như tự tụi con nói chuyện hết rồi. Nó ngọt ngào dễ sợ luôn, dịu êm. Để tay nút bấm đi em. Đây con. Nào, bên trái kìa tiếng. Chúng ta đã nghe những lời ngọt ngào. Và mọi người còn cảm nhận rằng hai trái tim ấy nó gần như đập một nhịp với nhau rồi. Chính xác. Vấn đề còn lại là chúng ta làm thủ tục xem nút bấm có đỏ cùng nhau hay không. 3 2 1 hết thời gian. Đỏ tươi luôn. Đứng lên con. Em là chiếc lá nhỏ, anh là bầu trời xanh. Cái gì em cũng có, chỉ thiếu mỗi anh thôi. Bây giờ đã có anh rồi. Bây giờ trước mặt gia đình của bạn gái đang xem truyền hình, xin phép hai bác cho tụi con hẹn hò với nhau. Thì hôm nay con đến tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì cũng muốn tìm một người tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Con hứa là con sẽ chân thành và trao trọn niềm tin cho bạn ạ. Bạn gái, nói gì với gia đình của bạn Tiến đi. Dạ, đầu tiên thì con chào hai bác. Thì con với anh Tiến tới đây thì cũng là một cái duyên cái phận rồi. Thì hy vọng là hai bác sẽ tạo điều kiện và cho con với Tiến tìm hiểu nhau. Con xin phép chú hiệu trưởng cùng các anh ở trong đơn vị là cho con với Tiến được tìm hiểu nhau. Và hy vọng là chú hiệu trưởng sẽ tạo điều kiện về thời gian để hai con gặp nhau thường xuyên hơn. Nào, ta làm thủ tục cái nào, nụ hôn đầu tiên nào. Cho con gửi đến nụ hôn tới bạn nữa. Rùng quá. Đó, nhẹ nhàng vô. Chúc mừng các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt, khi vừa chat, vừa cùng nghe nhạc trên Mocha, thì dù cách xa mấy, cũng thấy như đang ngồi gần đó. Thấy sao? Dạ, thấy
sướng. Thấy sướng. Rồi nhớ nha, chỉ thiếu mỗi mình anh thôi đó. Bây giờ có rồi. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc. Con cảm ơn cô Hồng Vân và chú Hồng Linh ạ. Giáo án em vẫn mở cho trái tim anh bay vào. Vì thế là mình thành công rồi. Thì qua mình quá thành công rồi. Thôi bây giờ vậy đi, để không để mọi người chờ lâu ha. Mình sẽ gặp gỡ ngay cặp đôi thứ nhì xem họ có bấm nút cho nhau hay không. Xin mời. Ngành con học là hóa phân tích. Con mong ước sau này ra trường sẽ là làm bên cái lĩnh vực là khám nghiệm tử thi. Trời ơi, anh chỉ cần là đừng có giấu con gì hết, tại vì con có giới quan sống mạnh mẽ lắm. Mỗi tử thi mà đâu có đơn giản. Ừ. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Trời ơi, mời cô gái xinh xắn quá à. Rồi bây giờ chúng ta giới thiệu mình lớn lên cho bên hàng rào cùng nghe nha. Mời em trai. Rồi, xin mời đầu tiên chú bà nội nào. Con xin phép được gửi lời chào đến các quý vị đang xem chương trình, các quý vị khán giả, bạn gái bên kia và các đồng chí thủ trưởng cũng như là đồng đội đã đến ủng hộ cho con. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Văn Khải. Con năm nay con 26 tuổi và con đến từ đại đội 15, trung đoàn 66, sư 10, quân đoàn 3, đóng ở tỉnh Đắk Lắk. À. Dạ, chức vụ hiện tại của con là chính trị viên đại đội. Mình mang quân hàm là? Dạ, thiếu úy. Rồi, cưng giới thiệu về mình đi nào. Dạ, lời nói đầu tiên cho con xin gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, bạn trai bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Con xin tự giới thiệu, con tên Nhan Thị Ngọc Giàu, con sinh năm 92, con đến từ Đức Hòa, Long An. Hiện con đang sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Con là 92 phải không? Dạ. Nhưng mà mặt của con giống như 96 vậy đó. Trời, bên đây sinh 94, tưởng đâu 2000. Trời ơi. Đàn trai cũng dữ đó rồi. Nhưng mà bên đó là Đắk Lắk hả ta? Dạ, con đang ở tỉnh Đắk Lắk ạ. Vậy hả, bạn này thì ở Biên Hòa hả con? Dạ. Thời đại 4.0 rồi, ở nước ngoài người ta còn yêu ở Việt Nam mà. Đâu có khó gì đâu đúng không con? Dạ. Mình giới thiệu chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi đàn gái ơi. Ừ, con nói đi. Dạ, con. Nữ công gia chánh của con khá là ổn. Người lớn hay nhận xét về con là ngoan hiền và hiếu thảo với người lớn. Khuyết điểm của con là rất là nhút nhát, chú đám đông. Con dễ tin người. Đặc biệt con là giáo viên nhưng mà con không có biết hát. Vậy hả? Dạ. Còn con sao con ơi? Dạ, điểm mạnh của con thì con cũng hòa đồng và dễ thích nghi với các cái môi trường. Ừ. Con nấu ăn được. Khuyết điểm của con thì hơi nóng tính một xíu. Nè con, cô muốn dạ. hỏi con chút xíu. Con yêu những người mà làm trong ngành quân đội hả? Từ nhỏ là con đã thích được đi quân đội, nhưng mà do cái chiều cao của con á, nó khiêm tốn quá nên con không đi được. Nên con có ước mơ là sau này sẽ lấy chồng là bộ đội. Dạ. Tại sao vậy? Mọi người hay hỏi con tại sao lại cuồng bộ đội như vậy. Thì con hay chọc là chắc là do cái duyên kiếp trước con vẫn còn với bộ đội, nên kiếp này con muốn lấy chồng là bộ đội. Trời ơi, cưng quá vậy hả? Con nghe không con? Chữ cuồng nha con, chứ không phải là yêu nữa. Dạ. Là bộ đội luôn á. Dạ. Dễ sợ chưa? Bây giờ mình cho biết một chút về tình trường của mình đi. Dạ thì môi trường quân đội thì học ở ngoài Bắc nên con cũng chưa có cơ hội. Sau khi ra trường thì con về công tác tại đơn vị, cũng là đơn vị chủ lực chiến đấu, nên là cái thời gian ra ngoài nó cũng hạn hẹp. Đơn vị chỗ con đóng thì nó không gần khu dân cư chú. Nói tóm lại là có chưa nè. Dạ chưa. Chưa đó. Vậy mà ổng dòng gió ghê lắm. Con cứ việc nói là con chưa từng yêu không có sao hết. Tuổi con còn trẻ lắm. Bài thân bài mới có kết luận chứ đâu đi ngang ngửa được. Không con cảm sao? Trai dạ thưa cô, là con trải qua hai mối tình. Đó là một mối tình thời cấp 3 của con là quen được 2 năm. Và một mối tình đơn phương là chú bộ đội được 1 năm. Đơn phương là coi như không tính rồi đúng không? Bây giờ cái điều mà con mong muốn ở cái người bên cạnh á là như thế nào nè? Về ngoại hình thì con yêu cầu là tầm 1m65 đến 1m7 là được. Không hút thuốc, phải biết đối nhân xử thế với lại người lớn tuổi. Biết chia sẻ, cảm thông với con như vậy là đủ rồi. Dạ. Thì nãy giờ con thấy cái người bên đó họ nói điểm yếu, điểm mạnh của họ, thì con thấy có bao nhiêu phần trăm đúng như là cái ước mong của con? Đầu tiên là bộ đội là con nghĩ là trên 70% rồi. 70% rồi là ok rồi. Đó rồi còn nghe dạ. biết cuồng bộ đội rồi, chưa thấy mặt là 70% rồi. Cuồng đánh là phanh cuồng mà. Nãy giờ những gì con đưa ra là bên đàn trai có hết luôn. Cao nhiêu? Rồi xin lỗi, nhiêu con? Dạ con cao 1m71. Thấy chưa? Wow, là vượt quá cái mong muốn của con đó. Màu áo xanh chiếm 70%,
cao 1m71 vô 20 nó 90%. Còn cái kia là không đáng kể. Còn chút xíu thôi. Ừ. Dạ. Con ghét nhất ở cái tính đàn ông là gì? Gia trưởng với mụ cô ấy chú. Bộ đội là đánh giặc thôi chứ không có đánh vợ. Con yên đúng tâm rồi. Chú bộ đội đây hiền khô rồi con. Chào bà mới. Dạ, chào cô. Chào con. Dạ. Được không? Trời ơi. Cô chỉ muốn hỏi con nè. Dạ. Con có một cái khuôn mẫu nào cho cái người bạn gái của con không? Dạ. Hình mẫu lý tưởng đó con. Hình mẫu của con thì chiều cao thì khoảng 1m55 theo chuẩn của phụ nữ Việt Nam thôi. Ừ. Thì cũng hiền hậu, nói chung là dễ nhìn thôi. Bây giờ vấn đề ở đây chỉ còn lại là một cái vấn đề là về địa lý thôi. Vì chị nó để hai đứa nó tính, giờ hả? Trẻ nó hay lắm. Hỏi nó yêu xa đó hả? Sao? Con thấy sao? Con yêu xa thì con có cảm thấy là con chịu đựng được không? Con nghĩ là con chịu được, chỉ cần người đó chung thủy với con là được. Nếu như mà bạn trai bên kia cho con đủ niềm tin thì con nghĩ là cái khoảng cách nó không có là vấn đề. Còn nếu mà sau này mà tiến tới xa hơn nữa thì con có thể là cái công việc của con nó dễ dàng thay đổi hơn so với bạn trai. Nên con nghĩ nó khoảng cách sẽ là người thay đổi đúng dạ. không? Bây giờ mình hỏi coi đại diện nhà gái coi có ai đây không? Ai? Dạ hôm nay con đến với chương trình thì con có đi với chị hai và các bạn đồng nghiệp của con. Chị hai cho ý kiến coi nào. Thì bên nhà gái thấy bạn trai bên đây thì cũng theo cái tiêu chuẩn mà đã bộ đội thì ai cũng quý mến rồi. Bên kia là một cô giáo viên thì cũng quý mến nữa. Thì hy vọng là cái duyên và cái nợ nó sẽ đến với nhau được. Chị hai có cùng bộ đội giống em không? Dạ, cả gia phả bên chồng em là quân nhân hết. Thôi à, hèn gì. Từ Bắc tới Nam rồi ạ. Hèn gì, bởi vì nhỏ em gái nó đồ lại y chang chị hai. Cả gia phả luôn đó. Được. À, chú bộ đội... nay mình đi với con đi với thủ trưởng của con và chị họ của con. Chị họ luôn. Dạ. Rồi bây giờ để chị họ nói trước đi. Theo cái cách nhìn của mình á thì bạn nữ này rất là sáng sủa, nhìn thông minh, dễ thương. Chị là chị thấy ưng. Rồi xin ý kiến của thủ trưởng ạ. Thưa anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và hai bạn trẻ, tôi là Vũ Ngọc Thành, phó chủ nhiệm chính trị của đơn vị đồng chí Khải công tác. Đối với đồng chí Khải của chúng tôi thì tôi thấy rằng đồng chí hơi nhút nhát một chút. Thế xong là một đồng chí cán bộ trẻ, đồng chí đã khẳng định được bản thân mình và có trách nhiệm trong công việc. Chúng tôi thấy giao nhiệm vụ cho đồng chí rất là yên tâm. Và theo tôi quan sát thì thường những đồng chí cán bộ như vậy thì là những đồng chí luôn biết chăm lo, chia sẻ và quan tâm tới gia đình. Còn đối với em gái thì anh thấy rằng em rất là dễ thương, dịu dàng và có nghị lực. Thì anh rất là mong muốn là em sẽ bấm chuông để về với đội của bọn anh. Dạ vâng, em cảm ơn. Rồi, thấy nó thuận lợi rồi đó ha. Rồi đó, ừ. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Cho hai bạn gặp nhau đi. Rồi, mở rào. Gian này là của hai đứa đó. Mạnh dạn lên Khải. Bắt đầu đi. Anh chào em. Rồi. Đến với chương trình ngày hôm nay thì anh có món quà tặng em. Cái này thì đồ anh làm 100% handmade luôn. Dạ. Tay. Dạ, đến với chương trình thì hôm nay em có bó hoa này do tự tay em làm để em gửi tặng đến anh ạ. Rồi, cảm ơn em. Thôi. Thấy chưa? Bây giờ ngược lại là con gái tặng hoa cho con trai rồi đó. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì con cũng có hai món quà để gửi đến chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Có nữa hả? Dạ, con đi ngoài hát được thì con cũng vẽ được. Rồi hả? Dạ, vẽ sơ sơ. Dạ. Trời cái này ơi. Là con tặng chú. Dạ, cái này là con tặng cho cô. Cô cảm ơn. Trời dạ. ơi, nó vẽ xong. Ôi trời, con vẽ cô hả? Cô ơi, hay quá vậy? Dạ. Hay quá. Cưng quá hả? Rồi, hai đứa bắt đầu nói chuyện đi hai con. Trời. Dạ, em chào anh ạ. Ừ, anh chào em. Dạ, lần đầu tiên anh thấy em thì như thế nào ạ? Cái ấn tượng ban đầu của anh thì nhìn em rất là dễ thương. Anh cho em hỏi là ví dụ như đơn vị của anh á, xa Biên Hòa vậy, nếu mà hẹn hò thì anh nghĩ là bao lâu thì mình gặp nhau một lần ạ? Nếu mà được sự tạo điều kiện của cấp trên thì khoảng 1 tháng đến 2 tháng thì anh có thể vào đây anh thăm em được. Dạ. Thì chỉ ngại em thôi chứ còn anh thì xa đến mấy anh cũng đi. Tại vì dạ. ngày xưa anh đi học ở ngoài Bắc thì những lúc mà anh nghỉ về phép thì anh đều đi vô Bến Tre với An Giang, có bạn trong đó anh vô nhiều lần. Dạ. Cái cách sống của con người miền Tây anh rất là thích, rất là thoải mái và rất là hiếu khách. Thích
thời gian mà ví dụ như anh bận ở đơn vị trực chiến hay cái gì đấy không xuống được thì em có thể là sắp xếp lên thăm anh cũng được ạ. Anh cho em hỏi là nếu như mà mình hẹn hò thì thời gian bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà 2 năm thì em nghĩ được không? Hay là phải sớm hơn nữa? Nếu mà hợp á thì là em nghĩ là nếu mà cưới trong năm thì cũng vẫn được. Tại vì ở nhà ba mẹ em cũng hối em lấy chồng rồi. Làm luôn. Thì nếu mà trong năm mà nếu mà chúng mình là có cơ hội đến được với nhau vậy thì trong năm thì anh cũng ok thôi, anh cũng không có vấn đề gì mà... Tàng gái người ta đề nghị làm tàng... sớm, mình làm sớm đi. Em hát hay không? Dạ em không có biết hát. Nhưng mà con hát hay không? Đến chương trình hôm nay thì con có cái bài hát, nhưng mà con thật ra thì con hát nhiều nhưng mà con không thuộc hết cả bài, con chỉ thuộc cái điệp khúc thôi. Còn tiến tới gần bạn gái hát đúng cho rồi. Bạn gái nghe. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trước thế gian này. Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Hãy cầm chặt tay anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này. Và dìu em bước trên con đường dài phía trước. Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc. Dù anh đau, anh cũng xin chấp nhận. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, nè. Con ơi con, bây giờ cô nói nghe nè. Cái bạn này nha, tuổi trẻ tài cao, nhỏ như thế này. Bạn chỉ khiếm khuyết một chút là bạn chưa có người yêu thôi. Cho nên rằng á, là theo cô thì là mình lời rồi đó con, nha. Bên kia con cảm nhận xem, nãy giờ mình nói chuyện, mình cảm nhận xem trái tim mình như thế nào và cảm nhận cái người đối diện của mình thế nào, có thể nói cho mình đàn trai biết được không? Dạ con thấy rung. Rung rồi, chuẩn bị rinh luôn rồi. Rung thì rinh về thôi. Đúng rồi. Chắc là giống mẫu người lý tưởng không con? À, cô đội cảm nhận đàn gái bên kia thế nào? Lần đầu tiên mà con được nói chuyện với bạn nữ mà lâu như vậy con thấy rất là bối rối. Nếu mà mai đây thì mình có về chung một nhà thì anh cũng muốn nói với em là có thể là những lúc là cuộc sống mình nó không thể nào mà nó êm đềm, nhưng mà mọi cái lỗi lầm hoặc là mọi cái khó khăn thì một mình anh chịu, một mình anh gánh vác, còn anh không bao giờ đổ lỗi cho vợ của anh. Hay quá. Trời ơi, thiệt á. Thiệt á, cô nhói tim luôn á, thật sự mà nói luôn á. Em chỉ có việc yêu anh, mọi thứ anh lo. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Mình cảm nhận lại con tim mình một lần nữa đi các bạn. Suy nghĩ cho kỹ và thể hiện bằng nút bấm nha. 3 2 1 Trời ơi. Hai người đầu bấm nó cực kỳ mừng dễ sợ luôn á, thật chú, sự. Cảm nhận thế này gần như hai đứa đã lạc lối, bây giờ đã về đúng vị trí rồi đó. Đến với chương trình ngày hôm nay thì con cũng muốn gửi, nhất là con gửi lời chúc sức khỏe đến các cô, các chú, cô, chú, bác, nhà của em. Và con xin hứa là con sẽ, nếu mà đến được với nhau thì con sẽ chăm lo hạnh phúc cho hai đứa đến phút cuối. Phút cuối luôn á. Với lại sẵn là con xin phép là hôn cái hôn đầu tiên đi. Em xin phép chị, em được hôn mà em một cái thôi. Cái thôi. Đầu đi. Cái hôn rất là kêu lên là kêu ạ. Nụ hôn đầu đời luôn đó. Đó. Chúc hai con hạnh phúc nha. Dạ. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng. Rảnh hai đứa tới sau khi bấm nút xong rồi tới đó xem phim đi ha. Dành thời gian để tìm hiểu trò chuyện nhau nhiều hơn. Dạ, đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh. Chị chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào các thủ trưởng. Chào họ phía nhà gái và xin chào toàn thể chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Huỳnh Quang Luân. Hiện đang công tác tại tiểu đoàn 9, trung đoàn 66, sư đoàn 10, quân đoàn 3. Công việc chính của em là làm chính trị viên của đại đội. Thưa anh là em sinh năm 1991, năm nay 29 tuổi. Quê em là ở thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Em công tác ở Đắk Lắk. Rồi bây giờ bên đàn gái tôi giới thiệu nè. Con chào cô Hồng Vân, chào
chú Quyền Linh. Dạ, bạn nam bên kia và toàn thể quý vị khán giả ạ. Dạ. Dạ, con tên là Đỗ Thị Tố Nguyên. Năm nay con 26 tuổi. Con sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk, hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, con là nhân viên văn phòng ạ. Đắk Lắk ở huyện nào hay là ở Đắk Lắk con? Dạ, con ở thành phố Buôn Ma Thuột ạ. Gần chỗ mình đóng quân không? Cũng xa. Cũng xa hả? Mình dạ. Ở huyện nào? Đơn vị em đóng quân ở huyện E Leo ạ. Chắc chừng khoảng 70 cây. Ô, sao gần. Em ơi, em hết rung chưa cưng? Bạn nam dạ, ơi, bạn hết rung. Chị Hồng Vân là hình như em cũng vẫn còn rung á. Xin phép chương trình là xin chào bạn gái bên kia. Này cũng rung quá quên chào ạ. Đó, rồi. Vậy là thấy bất rung rồi đó. Linh nói với Vân ngay lúc đầu bộ đội rất là mạnh mẽ, ý chí, không kiên định. Nhưng mà với phụ nữ thì bộ đội gần như nhút nhát. Em có điểm mạnh gì và điểm gì là chưa mạnh? Điểm mạnh của em thì em cảm thấy là mình một người hiền lành, hơi trầm tính một xí nhưng mà có lòng thương người rất là nhiều. Nhưng mà cũng biết làm rất nhiều công việc của gia đình. Điểm chưa mạnh của em là gì? Thì em hơi trầm tính, với lại ít thích không có ít cái biểu đạt cái cảm xúc của mình trước đám đông, trước mọi người. Khi mà có một cái lý do gì cần giải thích thì em lại ngại giải thích những lý do như vậy. Bây giờ em lắng nghe về cái sự giới thiệu của bạn nữ bên đây nghe. Dạ. Nha. Rồi bây giờ cứ nói về mình đi nào. Sở thích của con là thích xem phim, nghe nhạc, đi du lịch. Và con hay đi du lịch một mình ạ. Cái điểm mạnh của con là gì nè? Dạ, điểm mạnh của con là con linh hoạt ạ. Rồi con có một cái yếu điểm gì không? Dạ, con là người hay để ý đến tiểu tiết á, nên là hơi kỹ tính ạ. Thì vừa rồi á, con nghe những cái mà những cái tâm sự của bạn nam bên đây thì con thấy đây có phải là cái đối tượng mà như là con mong muốn không? Tại vì con hơi hoạt bát một tí nên con thích một người hơi trầm để phù hợp với mình ạ. Sao con lại yêu bộ đội? Dạ, tại vì con yêu nước. Con yêu nước. Con muốn hỏi tại sao con lại yêu bộ đội? Cái mục đích của con là muốn tìm người cùng quê Đắk Lắk ạ. Nhưng mà thôi vào đó con cũng thấy mấy anh bộ đội rất là ngầu ạ. Nên là con đến với chương trình ạ. Rồi, cô nghĩ là bộ đội ngầu đó. Nói chuyện rất là hiền à. Có yêu nhiều chưa? Bản thân em thì cũng có 1-2-3 mối tình gì đó, ngắn ngắn. 1-2-3 mối tình, dài nhất là bao lâu? Dạ, khoảng 3-4 tháng gì đó. Vậy ngắn nhất chắc 2-3 ngày quá. Dạ vâng ạ, tại vì em ít bày tỏ cảm xúc với những nó kiên quyết quá nên người ta thấy cũng nản. Gì đâu mà ngắn quá rồi, chắc mới quen biết thôi mà đâu. Mà lý do tại sao mà mình lại chia tay? Thì công việc em nó chưa ổn định, thứ hai là có nhiều lúc em tập trung vào công việc quá và ít có thời gian quan tâm tới bạn gái, hay là hai bên thấy không hợp nhau thì chia tay. Chua rồi thì cưng quá. Cưng lắm đó. Qua cô bên này, gái có ba chạm trong cuộc sống ha. Đây đó nè, đó. Ây cha, thấy chưa? Cô gái xinh đẹp bên đây sao hiền quá. Nãy giờ chú cố gắng chú nói đi thì coi có bộc lộ cái gì không, mà thật sự là rất hiền vô cùng luôn. Con có nghĩ ngày nào là con sẽ về quê con ở lấy chồng ở dưới quê luôn không? Dạ, con rất thích đi đây đi đó, nhưng mà điểm cuối cùng vẫn là Đắk Lắk ạ. Cái mẫu người bạn trai lý tưởng của con là như thế nào? Dạ, con muốn bạn nam lớn hơn tuổi ạ. Lớn tuổi hơn, dạ. Rồi là bên kia lớn hơn chắc rồi đó. Dạ, cao hơn con một tí. Cao hơn chắc, cao hơn. Rồi, dạ. Rồi gì nữa nè? Muốn ở Đắk Lắk ạ. Dạ, Đắk Lắk rồi, Đắk Lắk luôn. Dạ. Rồi gì nữa nè? Dạ thì gọn gàng sạch sẽ. Có gọn gàng, có sạch sẽ. Quân phục là đã thấy gọn gàng đúng rồi. Dạ. Đó. Dạ rồi thì tính tình thì hài hước ạ. Con thích hài tính, hước. Tính hài hước gần có. Dạ vậy để con về con rèn cho. Thôi gần có hết rồi đó. Dạ. Được ha. Dạ. Em muốn người phụ nữ của em là như thế nào? Đối với cái mẫu người lý tưởng mà em thích thì bình thường thôi, dễ nhìn, chiều cao thì trên 1m5 được rồi, không quan trọng trên lắm về chiều cao. Có. Không thích, không ăn mặc lòe loẹt hoặc là nói chung là kiểu cách quá, giản dị càng tốt. Này có áo kiểu thôi chứ không có kiểu cách. Nói chung là một người thực tế một xí, không có bay bổng. Mơ mộng cao tôi thích đi du lịch được không? Đó được ạ. Đi châu Âu được không? Cái đó được. Cảm ơn, đó là quyền của bạn gái thì tất nhiên là em không thể nào cấm cản được. Con có mấy mối tình rồi? 3 ạ. Dài nhất là lâu? Dạ 1.5 năm hơn ạ. Dạ. Thấp nhất? 1 năm 2 tháng ạ. Vậy nó cao hơn bên đây á, dài hơn chút. Xây dịch chút đỉnh. Nhưng mà lý do gì con chia tay?
Tại vì con còn khá trẻ con á, nên là có nhiều cái ứng xử khiến cho người ta không có không thấy hợp, nên là trời, dừng lại. Tính con dễ thương quá mà không hợp gì đâu. Đúng rồi. Con đi với ai? Gia đình. Dạ, con đi với bạn của con ạ. À, xin chào mọi người ạ. À, con là bạn của bạn Quyên. Thì hỏi ý kiến thì chắc chắn là em của con cũng không biết nói như thế nào. Chỉ là Quyên đứng ở góc độ là bạn bè á, Quyên là một cô gái có khí chất trong sáng thuần khiết đó anh. Quyên có chọn như thế nào ha? Thì lắng nghe mình thôi. Cứ cho mình một cơ hội thử. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai vậy? Hôm nay em đi với thủ trưởng ở đơn vị và cơ quan em ạ. Kính thưa quý vị khán giả trong trường quay, thưa anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và hai bạn, tôi là Vũ Ngọc Thành, phó chủ nhiệm chính trị của đơn vị đồng chí Luân. Đối với đồng chí Luân của chúng tôi thì như các bạn cũng đã thấy là đồng chí hơi nhút nhát, một đồng chí rất là hiền lành. Thế nhưng mà trong công việc quản lý chỉ huy bộ đội thì đồng chí lại rất là một người rất là cương quyết trong quản lý chỉ huy bộ đội. Đối với em gái thì anh thấy là em cũng rất là dễ thương đấy, và có cái cá tính tương đối là mạnh mẽ. Các em cứ tìm hiểu. Nhưng mà nếu mà hai em mà ghép lại được với nhau thì anh nghĩ rằng cũng là một cặp đôi tương đối là hoàn hảo. Rồi, cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Rồi tự quyết định. Mở rào. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Dạ em gửi anh ạ. Anh cảm ơn em. Rối nữa, rối hơn nữa đó. Chẳng thà coi như là không nhìn thấy nha, nhìn thấy cái rối hơn kìa Linh. Kệ. Đó, dạ. tiến tới cô gái đi Luân. Bộc lộ sự mạnh mẽ đó, của mình. Nói gì đi, gặp mặt cảm nhận cô gái thế nào, nhìn thẳng cô gái đi Luân, nói đi Luân. Cô ấy thế nào? Đúng quá, thôi cho anh hỏi trước để em trả lời đi. Dạ. Em thấy anh như thế nào? Dạ anh khá là hiền ạ. Em cũng thích người hiền ạ. Dạ. Em có muốn hỏi gì về anh không? Trời ơi. em cảm nhận trước đi Luân. Anh thấy em rất là xinh. Dạ cảm ơn anh. Dễ thương. Nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Nhưng là anh không có điểm gì để không hài lòng với em hết. Dạ. Dạ cho em hỏi là sau này anh sẽ tính sống ở đâu ạ? Thì hiện tại anh vẫn đang công tác ở Đắk Lắk thôi. Dạ. Hát tặng bài luôn cho nó thoải mái của Luân. Hát bài nào đó tặng cho cô gái đi. Cho nó thoải mái. Còn em hát hơi buồn. Cởi mở làm cho bạn bớt rung coi nè. Để cho chú bộ đội bớt rung cái đi. Dạ. Lòng em như trang giấy thơm trắng ngần, để anh viết lên chuyện tình yêu. Bài thơ xưa còn dang dở chưa thành câu, trăng lung linh bướng theo đôi tình nhân. Và khi yêu ai biến đâu là bến bờ, để rồi phải xa nhau từ đây. Mình xa nhau nên vầng trăng kia vỡ đôi, trăng cô đơn quá ơi người ơi. À, em xin phép thôi. Trời, trời ơi trời. Sao mà đầu tiên gặp mà toàn chia mới đôi gặp với nhau lại là chia tay với trăng rồi, vỡ rồi. Vậy trời. Tôi con hát cái bài nào gắn kết coi con. Rồi em gái nào hát bài nào vui vui lên coi. Dạ vậy con cũng xin góp vui là một đoạn nhỏ thôi ạ. Anh nhà ở đâu thế? Cứ tôi lôi trong tim tôi chẳng nhớ đường về, cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người, khiến trái tim tôi lâu nay tương tư về anh đấy. Dạ vậy thôi ạ. Em quen anh thì lâu lâu anh mới về đi xuống thăm em
được thì em có buồn hay không? Những cái mối tình trước của em thì tại vì bọn em gặp nhau nhiều quá nên là mới sinh ra những cái không hay, nên là bây giờ em thấy bớt gặp nhau lại thì hay hơn ạ. Nếu mà chúng mình mà cưới nhau á, mà sau này mà ví dụ như em gặp khó khăn mà anh không có điều kiện để về giúp đỡ em á, thì em nghĩ là có trách anh nhiều lắm không? Dạ, em tự cảm thấy em mạnh mẽ nên em có thể vượt qua một mình ạ. Em có muốn hỏi cái gì về anh đâu? Bây giờ người ta đẹp quá, tranh thủ nhìn thẳng vô mắt người ta hỏi đi. Cứ người, tránh ánh mắt làm chi? Dạ, sau này thì anh nếu mà mình đến với nhau rồi thì anh có nhút nhát như vậy nữa không ạ? Khi mà mình đến với nhau thì anh chắc chắn anh sẽ kiên quyết trong mọi chuyện, không có nhút nhát như bây giờ. Dạ. Bây giờ thử nha, em nói một câu ví dụ như là anh yêu em coi, em nói sao? Anh yêu em. Nhỏ quá, lên tông tông nữa coi. Em, anh yêu em. Nhỏ nữa. Nói như mình nói cho hết cỡ coi. Em, anh yêu em. Nhỏ nữa, em nói hết lực của em thử coi. Dạ vâng ạ. Lớn lên. Em, anh yêu em. Nhỏ nữa. Anh yêu em. Nửa cây, nửa cây. Anh yêu em. Hết cỡ luôn. Rồi đó. Thôi ạ. Hết rồi đó hả? Bấm nút là trao duyên cho nhau, là chúng ta đang hướng đến những điều tốt đẹp, hướng đến một tương lai. Một, hai, ba. Hết thời gian. Trời ơi, con làm có hồi hộp quá đi mất. Trời. Suy nghĩ. Ôi. Hai đứa nắm tay nhau đi, phép thủ trưởng cho mình hôn nụ hôn đầu tiên đi. Vâng, con xin phép gia đình nhà gái cho con được hôn bạn gái. Chúc các bạn hạnh phúc. Chúng tôi gửi tặng các bạn những vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Nếu có dịp vào đây xem phim, những bộ phim về tình yêu để yêu nhau nhiều hơn. Đây, các bạn nhận được một món quà dễ thương từ mạng xã hội Mocha, đó là cặp áo màu tím mang thông điệp gắn bó dài lâu. Các bạn hãy gọi điện nhắn tin để cùng thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù xa cách mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Rồi, cảm ơn các bạn.